Vào lúc 20 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2017, tại nhà hát Quân đội phía Nam, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề Bản hùng ca bất tử. Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Các tiết mục trong chương trình xoay quanh nội dung ca ngợi đạo lý và truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam, tỏ lòng hiếu nghĩa, bác ái, khắc ghi những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu để tô thắm những trang sử vẻ vang của dân tộc. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên 5 kênh truyền hình: Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV1, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Đài phát thanh truyền hình các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu.